Hi, chào mừng tất cả quý vị các bạn Và trước mắt quý vị các bạn đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser 2020 Màu vàng đồng Một màu cực đẹp Xe nhập nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản Sử dụng động cơ 4.6 Và ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ truyền hình trực tiếp Hình ảnh chi tiết Chúng ta đang ngắm nhìn thiết kế với camera 360 độ trên Land Cruiser 2020. Một thiết kế đầu xe tổng quan đây ạ. Cực kỳ chi tiết và sắc nét. Cụm đèn bi LED kép này. Những cái thanh mạ chrome màu trầm rất là sang. Chúng ta sẽ đến với phần đèn xe. Cả đèn pha cốt đều là công nghệ bi LED kết hợp với giải đèn led ban ngày căng ngang phía dưới với chóa đèn pha sẽ có thêm cái chi tiết để rửa đèn cũng như là cụm đèn sương mù logo toyota mạ chrome sang trọng sáng bóng ở trên phiên bản mới này chúng ta có camera 360 độ Vừa lúc nãy thì văn hội đã quay phía đầu xe với camera 360 độ. Đây là phần thân xe một kiểu dáng rất là trường xe bộ la răng lên đến 18 inch la răng đúc rất là thể thao lốp choco bốn lốp rất rộng thiết kế cực kỳ là chi tiết trên phần à, trên gương công nghệ led bản gương mặt rộng và chi tiết nổi bật nhất đó chính là chiếc camera cam sườn để kết nối hiển thị lên trên màn hình DVD trên mặt gương thì sẽ có công nghệ là sấy gương tay nắm cửa của chìa khóa thông minh sẽ bằng cảm ứng chúng ta chỉ cần chạm một chạm bậc thể thao ở phần phần kính thì được nhà sản xuất chia sẻ là đã được tích hợp kính màu chúng ta không cần phải dán thêm phim thì cái độ che phủ ánh sáng đã rất tốt rồi còn đây là phần phía đuôi xe kết hợp với cánh nước gió trên cao dạng thể thao chúng ta đang ngắm nhìn chi tiết kính phía sau gạt mưa đây là tổng quan phần phía đuôi xe của Land Cruiser 2020. V8 thể hiện là động cơ 4.6 V8 kết hợp với cam lùi phía sau cũng như là bốn cảnh báo va chạm sau. Ở trên phiên bản này thì chúng ta sẽ có phần cốp điện và lúc nữa thì văn hội sẽ test tính năng cốp điện cho quý chị có thể chiêm ngưỡng rất nổi bật logo Land Cruiser camera lùi phía sau tất cả là hàng theo xe cảm biến cảnh báo va chạm sau lốp sơ cua thì được nhà sản xuất là đặt ở phía dưới gầm cũng như là hệ thống dẫn động cầu bốn bánh toàn thời gian và chúng ta ta sẽ có cái các công tắc để có thể tắt bật các bạn đang nhìn ngắm chi tiết phần gầm xe của chiếc Land Cruiser 2020 cực kỳ là bề thế và chắc chắn các hệ thống cảm biến một lần nữa chúng ta cùng ngắm nhìn phần đuôi sau của chiếc Land Cruiser màu vàng đồng với giá từ 4 tỷ 030 triệu đồng chẵn chưa bao gồm các chương trình quà tặng khuyến mại và giao xe ngay, giao toàn quốc. Quý anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để nhận được những cái phần ưu đãi hấp dẫn. Trên phần đèn cũng được dập logo Land Cruiser. Chúng ta cùng ngắm nhìn một lần nữa phần đầu xe cũng như phần thân xe của chiếc Land Cruiser 2020 màu vàng đồng. Cực kỳ là bề thế và sắc nét luôn. Các bạn đang nhìn ngắm chi tiết rồi không ạ? ok chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn chi tiết một lần nữa để văn hội sẽ chia sẻ thêm vào bên trong phần nội thất nào chúng ta sẽ cùng di chuyển khi mở cánh cửa ra thì ngay đầu tiên ấn tượng với văn hội đó chính là chiếc uh, nút bấm của ba vị trí như ghế này hệ thống ghế điện có cả bơm đây là phần uh, phía điều khiển rất là nhiều chi tiết từ coi như là gập gương tự động. Trên phiên bản này thì với vô lăng lái điện được tích hợp luôn cả màn hình DVD, điều hòa tự động. Đặc biệt nhất đó chính là các bệ trung tâm cũng như là hộp lạnh được thiết kế cực kỳ là tinh xảo. Trên phiên bản mới này chúng ta sẽ có cái nút để bấm view camera còn ở hàng ghế sau thì sao? Ở chiếc xe này thì anh khách hàng của tôi đã đặt thêm màn hình gối đầu ở phía sau. Cửa sổ trời, trên phiên bản 2020 chúng ta sẽ có thêm cửa sổ trời nhé. Chúng ta đang ngắm nhìn chi tiết bên trong nội thất của Land Cruiser 2020. Rất rộng nữa thì văn hội sẽ test ở phía cốp sau. Ở bệ sau chúng ta vẫn có điều khiển điều hòa, có cả màn hình để chúng ta thể hiện. đây là màn hình gối đầu khách hàng đặt thêm. nội thất ghế da màu đen, cửa đóng cực kỳ là chắc chắn. đây, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn lại một lần nữa tổng quan về phía bảng đồng hồ lô từ vòng tua động cơ bên trái, đồng hồ vận tốc, màn hình AMIIS ở giữa trên vô lăng full phím một cái màn hình DVD hiển thị bản rộng cruise control xe anh khách hàng lắp thêm bộ điều khiển bát cũng như là chúng ta sẽ cùng nhìn tổng quan đây là phần cốp điện văn hội đang thử test tính năng mở cốp điện các bạn có thể thấy rằng là một cái thiết kế cực kỳ là hầm hố luôn đây là bên trong khoang khi mà chúng ta mở phần cốp này ra anh khách hàng cũng đặt thêm tấm ghế 6 d nhìn rất đẹp luôn ghế chúng ta có thể gập phẳng lại các bạn có thể thấy ngay đó chính là phần cốp sau thiết kế cực kỳ là chắc chắn với các gioăng keo kết hợp cả hai loa ở phía sau rất là sắc nét rồi có một điểm lưu ý nữa đó chính là chúng ta sẽ mở được chia cái cốp sau thành hai phần và bây giờ văn hội sẽ bấm cúp điện để cho hạ xuống rất là êm ái nhẹ nhàng chắc chắn thiết kế cụm đèn sau cực đẹp luôn kết hợp giữa một phần nối sang phần hông xe và một phần vào phần cốp đây là nút bấm để chúng ta review camera 360 độ Bấm sẽ chuyển từng chế độ một Cùng với đó thì đề nổ start Chìa khóa thông minh Cũng như là các tính năng như là Xây ghế tự động Hộp số dích rắc Gài cầu điện Các chế độ tiết kiệm Chế độ thể thao Vâng, một lần nữa thì chúng ta lại cùng ngắm nhìn phần đầu xe của Land Cruiser. 2020 với giá từ 4 tỷ 030 triệu đồng chẵn, xe nhập khẩu Nhật Bản nguyên chiếc, sử dụng động cơ 4.6 V8. Và trong tháng 12 2019 này để đón Tết 2020 tại đại lý Toyota Thanh Xuân với đủ màu giao ngay. Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay hotline 0989 588 516 để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment để văn hội có thể ra thật nhiều clip hay hơn nữa với các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Một lần nữa, văn hội xin uh, trân trọng cảm ơn quý chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Hãy nhấn like để văn hội có thể ra thật nhiều clip hay hơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh chị khách hàng luôn luôn là lái xe an toàn. Ok. Một lần nữa chúng ta lại cùng nhìn ngắm tính năng 360 độ phần đầu xe. Rất nổi bật và tuyệt vời trên Land Cruiser 2020 màu vàng đồng. Văn hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.